xa. Vẫn đâu đây nghe tiếng bài hát lẫn trong tình sống tràn. Thả hồn em bay theo gió ra ngàn khơi. Theo gió ra ngàn khơi. Lời tình anh nói ôm ấp trong tim. Kỳ ghê vậy đó. Hai cô.
đồ mà chủ người ta mới may, mới mặc, chưa có giặt nữa. Bây giờ dơ hết rồi. Tính làm sao đây? Tôi xin lỗi hai cô nhiều lắm. Nè, bộ xin lỗi là cách giải quyết tốt nhất hả? Đúng. Thì bây giờ làm sao là cách giải quyết tốt nhất? Áo của chị tôi là áo của bà chủ mới may, mới mặc, chưa có giặt luôn. Giờ không biết, đền đi. Ba đồng á. Tôi... Ba đồng rẻ không em? Sáu đồng. Trời ơi. Sáu đồng. Sáu đồng mai mốt có cơ hội gặp lại, tôi trả vốn lẫn lời luôn được không? Sáu đồng. Anh biết nói là nếu có cơ hội gặp lại. Trên đời này á, người ngay kẻ gian khó phân biệt được lắm. Giờ không biết, đền liền đi. Tôi không phải kẻ gian. Tôi là gia sư. Tôi đang tìm nhà. Gia sư hả? Nhìn dốc dáng, coi bộ cũng đàng hoàng. Thôi, tha đi. Không được. Lần này coi như bỏ qua. Cô... Bye bye. Hai cô ơi, cho tôi hỏi biết nhà quan hai ở đâu không? Không biết. Trên đời này á, người ngay kẻ gian khó phân biệt được lắm. Kệ ông đi, em phá quá. Chào bà. Cậu hai. Mời cậu ngồi. Dạ. Cậu ngồi đi. Dạ. Tôi đã nhận được thư trên tỉnh. Trao đổi nãy giờ, tôi thấy cậu đúng là gia sư thích hợp cho con trai của tôi. Dạ. Thầy không cần phải lo ngại về vấn đề tiền lương. Chỉ cần thầy làm tốt công việc của mình, chúng tôi sẽ không bạc đãi thầy đâu. Dạ, không có chi. Dạ, tôi trên tỉnh xuống thấy nhà ông bà chủ khang trang. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy căn nhà to lớn như vậy. Ông kìa. Dạ, nhà ông này kìa. Xây chắc tốn nhiều ông tiền lắm hả ông bà chủ? Cậu quá khen. Nhà tôi thấy sao tôi nói vậy? Thầy thiệt là khéo ăn khéo không? Nói. Tuyết ơi, chết rồi, sao giờ em? Không sao đâu, chị cứ đi đi, em sẽ ủng hộ chị về mặt tinh thần. Nhỏ này. Tuyết ơi. Dạ. À, sao thầy tới trễ vậy? Quần áo lại ướt hết. Dạ, tại cô. Chuyện gì nữa đây? Bộ có ai ăn hiếp thầy sao? Dạ, hồi nãy trên đường tới đây gặp sự cố nhỏ. Kiểu này thì thầy sẽ gặp sự cố dài dài. Tuyết, em lo cho ăn cho ở và chỉ dẫn những thứ cần thiết cho thầy Phan. Dạ. Mời thầy. Chào ông bà. Thank you.
trao về anh, trái tim em về với người. Dù thời gian dần qua đổi thay ngoài thế gian, tình muốn kiếm không hề phai, trao đến ai chung giấc mộng là nhân duyên trong giấc mơ hoài muôn kiếp. Nhìn lạc mây thật xa, hỏi mây bay về chốn nào, tình yêu em và anh có như mây về chốn xa. Vì nhân gian bao buồn đau nên gió mây bay khắp trời, về nơi đâu ơi gió mây xin ngừng bay. Tình yêu như áng mây cao, tình yêu như giấc chiêm bao, tình yêu chấp cánh bay theo gió mây bên bờ, và đôi ta mãi bên nhau, tình tình thu sẽ không phai. Dù phong ba bão giông vẫn bên nhau hoài người ơi. Rồi cơn mưa thoáng bay xa, để trong tim phút chia ly, làm con tim cách xa biết bao.